Giờ quay sao đạo diễn? Bây giờ tùy hiện trường mà xử lý cái góc quay. Camera 1 mày quay ở trên đầu diễn viên, quay xuống nè. Diễn viên nữ ta mặc áo hở cổ sao quay thấy? Mày lấy cái khăn mày quàng mày che cái khe hở lại. Dạ rồi. Kêu đạo cụ lấy cái khăn nó quàng vô. Còn góc máy em thế nào ạ? Camera 2 quay ở dưới cái chân diễn viên quay lên, quay giữa hai chân quay lên. Ôi giời ơi, diễn viên mặc váy thầy ơi, váy sao quay lấy kim khâu lại, khâu cái váy lại, khâu cái váy lại là không có thấy. Dạ vâng. Phải động não lên quay cho cái cảnh nó đẹp chứ. Rồi bây giờ lấy cái tiền cảnh diễn viên nữ là bây giờ làm gì thầy? Dơ tay lên đầu hàng đi, cái cảnh dơ tay lên đầu hàng đi. Trời ơi, hai cái tay lên lông nách. Không thầy ơi, quay trực diện xấu lắm. Kêu nó quay cái lưng lại, kêu nó quay cái lưng lại, dơ tay lên thì là làm thấy làm gì mà thấy lông nách. Nhìn cho nó ra vấn đề. Rồi bây giờ tụi em lấy cảnh nóng nè, lấy cảnh nóng của hai nhân vật nè. Sao đây? Cái cảnh nóng là cái cảnh khó nhất nha, cái cảnh nóng là cảnh khó nhất, lấy cận cảnh. Rồi lấy cận. Rồi quay luôn cái cảnh nóng cho xong luôn đi. Rồi. Diễn viên hay diễn viên chuẩn bị đi, quay cái cảnh nóng, quay cho cận cảnh nha, đặt tả cảnh đi. Diễn viên diễn nè, tập trung. Rồi. 2, 3 diễn. Trời ơi hôm nay nóng quá đi, nóng quá, diễn đi than nóng đi, nóng quá, trời ơi nóng quá đi, được chưa đâu diễn ơi?